សូមអញ្ជើញអង្គជោះអង្គចំណិនរះប្រកាសបន្តការដំណើរការនីតិវិធីសំណាកាស្ដាប់តក្ខីកម្មសាក់សីប្រខនហើយជាបន្តនេះសូមអគុលវិទ្យការទៅចក្រមយ៉ាសខនដើម្បីបន្តសំណួរសូមអញ្ជើញលោកចក្រមតើលោកមានដឹងឬទេតើមានការកំណត់អ្នកទោសដោយម្តេចដែលត្រូវឃុំក្នុងបន្ទប់រួមនិងឃុំក្នុងបន្ទប់ណាខ្លះហើយបន្ទប់ឃុំរួមនិងអាគារនៅអាគារណាខ្លះហើយបន្ទប់ឃុំនៅឡែកនៅអាគារណាខ្លះដែរ Chanh chol khơi nâu và lại nó không rùm nâng không nổi lại Ừ Nẹ tố đề do tôi không rùm rùm ban đây thà Nẹ nâng Chỉ nẹ mần miên bản đa xa ấy Hai có mần sau miên Ca bẹ con ấy chẳng kia do tôi đã rùm môi Nông bản tục Ở à kia nâu càng lơ Chưa ăn lơ ấy để ăn miên vai bản tục tôi Nâng cái đại chứ không nọ mặc sai cho không liên nâng hay nè na để chia một lúc tàu ca do chậm lao và nó cái đạo và tục tôi càng cầu ta một tục khum rúm nữa kia ná hay một tục khum được lại nữa kia ná Tam có nhóm tư lọp tư dơ nệ tố Hôm rùm Nâu ở kia Ở kia B, kia C, kia D Nâng cứ hàng lư để ọt miên bật tục tối là nâng chỉ đang chỉ đã rùm rùm Chốt một tục khung ở kia Thôm khung đòi lại nó nửa kia nà không lại lái với nhau ở kia đội điệu đoạn đấy vẫn càng cầu chuẩn thì muốn chuẩn thì pì nếu không mình tụt không ở kia rúm cái đạo này tụt thôi nhưng mấy nếu không mình tụt nữa thì ao đế chứ được ao ta cái miếng đạn nó như thế nếu không tụt ở kia rúm tụng rùm ta không nhầm tụng khơi cái đạc nọ mà đau chẳng có cái buồn đọc nệ chẳng tâu mà mặc hàng hay mặc hàng tiết mà đau tiết tâu không một tụng rùm nữa ta đạc nệ tụng và mà nệ đấy tam khơi và hai chia ọt đo một phay nữa đi có nguyên lệ riêng vì lệ mỗi đo lệ đọc bày ta không mua được nông mua được nông cái đạn này tôi không mang tới ban đây thà mặt kháng đạn ban của buôn nữa tụng niên và man rồi nôm lòng và tập thông muốn miền pì nè tôi không kia nằm ra ai thưa ấy ở đây giờ được ở cuối được ở chỗ nè tôi về cái nhóm tấu kia là cái ỏi đế đế thì mình chỉ chua
Một bên lúc khơi này tôi sẽ bị ấy. Chúng này nè tôi. Về nhầm tao khơi khá, có sẽ khó khơi khá, có ọt. Ọt miền ào bên đây đi. Chúng mình nè tôi khá ọt miền khá ào sẽ bị ấy tạm rong à. Bạn lúc đằng rồi tới tha ca bắt đầu là bò bà ha ao nè tu nơi tin nút kịp đó là miệt mệt đấy ca bắt đầu hộp bà ha đâu thì cái lại nút nhom mình bàn trên nã là vọt to tới con gòn thật đăng gòn thật khơi những cái khơi bò đàm chê đô chạy nợ tô năng mà ca và lực mình đăng tiết nhom bọn đăng này nó không cả thừa là may được nợ tô ngụt tức ta khi bắt đầu là mày đấy ngụt tức chấm rửa cái nó không มันตุบคมหนึ่งนู้ขนมมันตุบนั่งเกอไองูตึกชวนก้าวปีไงไปไงยังเงยตัวโยบังด่าอ้อยดอกไอ้อ้อยดอกอัดนู้ก็ไล่นั่งสะอาดสะอาดเรื่องมีบานสมกรที่ทานเนี่ยตัวมีได้ชื่อในนองกีรวมนึงมีเนี่ยตัวได้ชื่อที่บานจมพูนได้ชื่อพี่น้องมันได้บานจับอารมณ์มือดังเดียลูกมีได้เคยเป็ดกิตติพิบาลเอาเนี่ยตัวในมือที่คุมแข็งเป็ดคือเต่าเขียบาลน่ะตามันตีคงแข็งนั่นคือเมียนเคยเฉียดหยอบดาวเมื่อละเงินบวกเมียนชื่อไอ้คือเป็ดดาวสู้ดาวใจน้ำไอ้น้ำไม้น้ำอันทรายเนี่ยตัวได้กี่โยตัวสู้จำลายให้บ้านตรีกิทูตุรนกรรมมีรบบัวกี่เอามาประตูนึงไว้เนี่ยบาดอ้อยเมามีเป็ดกี่มอบชีบานทุบบุกองกาได้ตัวตรุนกรรมบาดเคยเมียนเมาเชียบานนอกดอกอะไรเมาจ้อมันตุบคุมหลายไล่ตาขี้เมียนดักขนอเนี่ยตัวดิดักในตีนาดักในกะไลนาดั่งใดหรือดั่งจึงประตูคุมต่อยต่อยนั่งคือเมียนดั่งขนอจึงดั่งจะวะจอบนั่งใดประตูมองนั่งใดขนมสีมองนั่งจะสาวจอบแต่ดั่งดอกดั่งขนอจึงแต่งซองค้างหรือใจมันค้างเป็นนั่งเพื่อจะร้างเคยมันค้างหากินมาเลยเนี่ยตัวเด็กดูขี้เนี้ยโดยเฉพาะในขนมบรรทุกคุมแข็งรวมจังได้บาดอ้อยเด็กโดยขี้เนี่ยมันอ้อยเงือบโชว์มันอ้อยกุยดิเนี่ยตัวสไลก็คุมเลยนะได้เนี่ยตัวสไลในนอกกระไรนั่งจูงก้าวคลักจวบนาตามตุกโต๊ะโต๊ะ
ដែលតែភាកច្រើននៅអាគារខាងលើបន្ទប់ទលាធំៗហ្នឹងគឺគេយកដាក់បលែងចោលនៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងហើយអត់មានដាក់ខ្នោះណៃទេចូលដាក់បលែងទាំងអស់ហើយចាក់សោពីក្រៅ Kuma đã mau cho mùi mặt đài, ta cái khung cho mùi mặt đài chứ rồi còn đi vô thì khung được lại để lại xem tiếp. Chấm po của má mình đã khơi nâu nóng đăng thì. Chấm po chun và chấm bát tê cái khung này kia là đài, hai cái miếng đặc nó đài đường trường thế. Nè tôi chun và chăm một tiết nhom lọp khơi cái đạn nâu hàng lư cho đào cả nè tôi hàng cống cho đào cái đạn nâu hàng cống vấn đề hàng lư cho đào à cho đào cạnh làng tôi hàng lư nó cứ là cả làng viên nó cứ đạo nâu đồng viên cho đào đồng mỏ tại cái miếng đạn nó đầy rì chương đấy, nếu bình khủng. Nếu bình khủng mình không nên cho nó chương đôi kỳ đôi anh này. Mình dùng bẹ, dùng liệu bằng bẹ, xin liệu. Bẹ tầm trời đấy. Và dùng liệu bẹ không nên xin liệu. Đào xin lịp bẹ đôi nẹ nơi không bẩn tốt bởi rùm đây đào xin lịp khảo tài khảo khảy nó mẹ này Nhưng phô nẹ tốt bà chăm bà tiếc nhầm khơi cứ xin lịp bẹ đè chô mò nâu mò bị krao mò dàng mách cứ nâu xin lịp bẹ dàng ta cáp đo mà hôm à ha, ao này tôi đi làm việc mệt đấy. Cáp đo mà hôm ha là bỏ ấy, nhưng mình ban khơi chú bác ban ta phải hai lần đã nâu nóng năng đài, ta mở, hoặc là bỏ ấy xây mình đang tiết đấy. Chúng tôi chơi lấy sắc Việt Nam, ta cái khung này ở kia nè. Nhưng mình bán đăng cho bác này phần nâu phần nông à kia bay à kia thằng phần mình đăng kia nạc lại cái miếng đạc nó đầy chương hay miếng xâm liệm bẹ xâm liệm bẹ thế nâng chế tu tấu cứ đạc nó tam thòm ra đôi kia đôi ấy nhá đi xâm liệm bẹ Kelak mien kelak out je, tuan mula jang mau kelainan. Dan luk dengan pi jumlah cili sak dari kum nai song pay mui ini, mien jumlah berapa dah? Yang menaik pan semat man deh, buat yang dengan jumlah. Chúng tôi nè tôi chỉ bốc cái lực xong phải muối cái khung này kia nè. Chúng tôi nè tôi bốc cái lực xong phải muối nhưng khơi nhập đạn đâu khẳng nông năng đá còn hoàn là đạn hói cứ ọt miền oi nè xua nâng tàu chết tàu chết ấy đi cứ mỗi có bật bằng ôi chết chân ọt oi miền khơi như thế này. Chúng tôi nhận tôi trời ca mình tôi bong ta trời kia đó là biết mấy ai thế trời ca mình tôi bong bọt trường thông bọt trường tôi
sẽ nhập nhẹ tu đại nơi khung một tụp rùm thì thôi đừng đại đấy mà nắng nhom mình chia nhẹ nâu một trăm ca nắng trắng đang mình chụp ba na phân vào hai chia nhẹ na bọt trường cái nắng cứ nhẹ nắng lăng cùi do lăng ẻ cây nhà lăng crop kẻ crop do tàu bọt trường đã nè tôi để chụp khung nơi so mà phải muối nó luôn nên khơi miên ca đo lên nè tôi na đấy tam cái nhóm nâu đang tăng vì nâu tôi tranh mà mình đã khơi miên ca đo lên nè tôi na mùi thì bạc miên ca đo lên thì tái chụp vi sinh này nè tôi chụp khung đi tôi nô giang na đấy đừng đi mà chuộc vệ sinh này tôi từng ở nâng mà cả phần than một nhóm cứ nguyên là slap từng ở kì vô con tôi dùm lắm rồi con slap được luôn ấy là có chứ slap nó nó cốc khắc có kia vô tới sầm lap lúc đai khơi nhà tu thư ăn thực hiện đi nhà tu thư ăn thực hiện luôn anh nhóm bọn đai khơi đây còn gần còn là lâu chết chết kia nắng miền nè tôi không cái thứ ăn thực hiện việc mình đấy lâu lâu nắng nhóm đăng đòi xa về thời điểm sâu lâu còn lại là nhiều bài chất ta đối những con bàn prap thật là lốt tầm lạ bị lừa kia là về lừa ngọn lốt nó do chỉ kiêng do đốt chẳng nè tôi nắng trâu do chỉ kiêng do tao sỏi luôn hay che là do là bậc ca rự bích những chặt luôn nâng chia thôi khiết được luôn anh tên lúc miễn đăng pi chùm luôn và màn nhẹ tới đây nhẹ tốt thôi à thực hiện được luôn anh sẽ làm nhóm mình bạn đang chụp bát đây mình đang chụp màn nhẹ đây nè tôi đây cái vô từ sầm lạp nơi so một phầy mùi nâng cái vô nơi pin á pin thằng ai pin giúp về cái vô từ sầm lạp tay là cái vô nâng cứ nhom xa khơi nơi pin là nghiệt pin lục nâng cứ tràn khơi do lan do mót tôi nâng một trọ nâng hơi nhầm do nợ tô do ai do tụt tụng chun nợ tô mo do một nợ đạn lan nợ pê pê là nghiệt ta miên ca sẽ làm nợ tô nơi so mà phay môi luôn đi mà nợ so mà phay môi nó có miên cắt sầm lấp nó nặng lát đây chung vinh à kia hàng cao đó
ตาเนี่ยตัวประเภทหน้าได้ก็โยเตอร์สลับในจุ่มวิญญาณเกียร์สองเพย์มวยนึง ខ្ញុំក្តាប់មិនជុំដែរប៉ុន្តែខ្ញុំអាសាដើរខាងក្រៅនឹងជួងកោរបស់ដងរបស់អេហូបនឹងអញ្ចឹងឃើញមានរណ្ដៅហើមឡើងស្អុយរុយរោមពេញអីអញ្ចឹងឃើញមានតើលោកដឹងថាក្រុមណាអ្នកទទួលយកអ្នកទោះនឹងទៅសាលានៅក្នុងស21ហើយអ្នកយកទៅសម្រាប់ខ្ញុំក្តាប់អត់ជុំតែជាក្រុមដឹកជញ្ជូនរបស់ហឹមហួយមែនទេ Mình đang chơi crom hơi rư môi gò crom pe nhờ nâng trong ọt đập chung này. ตัวสำคัญสำคัญก็โยนตัวสลับเลยนะตัวสำคัญสำคัญก็ยังวัดดังไง บุคลิกสองเพย์มวยหนึ่งครูซาก็ยกตัวสำลับในกลายหน้าได้บุคลิกเราหนังนั่งได้เพื่อก็ย่อตัวสำลับนั่งขย่มก็กระดาบจุ่มดังก็ย่อตัวสำลับในกลายหน้าหมดดัง ถ้าการสำลับจุนจิตบอดเต้ประจำบัดเต้ในกลายนะให้ลูกดังวิธีสำลับกี้ทุกเดิมได้เจอจนพอจนบอดเต้ได้ก็ย่อตัวสำลับพยมมันบานดังมันบานเคยที่มันก่อนดันลือกี้ปราบพยมถ้าย่อตัวสำลับเราอะไรเราไก่ เด็กเลยทำเราตีตัวปูงดอมหามไตรจังเมื่อเรากระโปรงชนางบนนั้นเด็กปราบยังทายโยตัวโยเลตัวโตดั่งเรากระดาลนอนห้อยเลือกกองลานจรอจุ่มวิ่งกลวนพอดกระบาลแล้วโยสร้างจะดดนั่ง กูสู้กองจระดังกบาลตื่นเลยเนี่ยตุ้งตั้งเนี่ยตุ้งในรู้ให้หรือก็เนี่ยตุ้งสลับหายบางกิดดันบาดกิจระนั้นยังเหมือนบานเราเคยต่อเลยพอเราเนี่ยตุ้งงบมันอ่านคุยกันได้ตัวเนี่ยตุ้งเรารู้ แต่เรื่องนี้นั่นยี่ปรับลง ชั่วโมงเสือเนาะกลางวงช่างกองกาเฟ่ประจำการนอกหลายนึงกิโยเตสลับนู่นปีลยุบปีลทั้งไงเปิดไปเรียกยอมอดดังหน่า
ើការសម្លាប់ឆ្លួយសឹកវៀតណាមជនជាតិវៀតណាមនៅទីកន្លែងណាអានេះជារឿងការងាររួមនៅនឹងបើការខ្ញុំស្មានប្រហែលជាជើងឯកទាំងអស់ហើយព្រោះក្រោយមកក្នុងជុំវិញស21ហ្នឹងអត់មានការកាប់សម្លាប់ទេក្រោយមកមានតែការដឹកជញ្ជូនទៅជើងឯកទាំងអស់លោកប៉ាន់ប្រមាណមើលប្រហែលជាប្រមាណដែរឆ្លួយសឹកវៀតណាមនឹងខ្ញុំអត់ប៉ាន់ប្រមាណត្រូវទេព្រោះចំនួនវាឃើញវាមិនបានគ្រប់ចំនួនដូចចឹងការប៉ាន់ស្មានវាអត់ត្រូវប្រហែលរាប់រយនាក់ទេប្រហែលជារាប់រយលោកដឹងថាគេសម្លាប់កុមារនៅស21នៅកន្លែងណាណៃកុមារដែលខ្ញុំដឹងថាពេលមូលនឹងទម្លាក់មកពីលើម្នាក់ហ្នឹងគឺទម្លាក់ទៅលើអាគារខាងលើមកហើយទម្លាក់មកបាក់កស្លាប់ទៅបាក់ប្រើខ្ញុំយកទៅកប់ខ្ញុំដឹងតែមួយហ្នឹងទេតែក្រៅពីហ្នឹងមិនដឹងគេយកទៅកប់នៅកន្លែងណាទេព្រោះជាភារកិច្ចរបស់ផ្នែកខាងការពារអំពីការយកអ្នកទោះទៅសម្លាប់នៅជើងឯកលោកដឹងទេបាទការសម្លាប់នៅជើងឯកទីតាំងហ្នឹងខ្ញុំពីដើមកាលនៅហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងទេអត់ដឹងថាមាននៅជើងឯកទេក៏អត់ដឹងថាឃើញគេយកទៅក្រៅប៉ុណ្ណឹងនៅណាអត់ហ៊ានសួរហ៊ាននាំគេផងហើយលោកដឹងថាមានប្រតិបត្តិការយកអ្នកទោះទៅសម្លាប់នឹងជើងឯកនឹងគេធ្វើបែបម៉េចទេបាទខ្ញុំអត់ដឹងលោកមានដឹងថារបៀបសម្លាប់មនុស្សគេសម្លាប់របៀបម៉េចនៅស21បាទខ្ញុំរឿងសម្លាប់នឹងអីក៏ខ្ញុំអត់ដឹងព្រោះខ្ញុំអត់មានភារកិច្ចទៅកន្លែងហ្នឹងផងមុនមួយថ្ងៃថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1979មានអ្នកទោសនៅស21ទេនៅខាងក្នុងគុកខ្ញុំអត់ដឹងទេមុនមួយថ្ងៃប៉ុន្តែពេលនោះការងារនៅស21មុននឹង 3-4 ថ្ងៃគឺសម្រាប់ការងារអស់ហើយមុន3-4ថ្ងៃសម្រាប់ការងារចុះនៅរដ្ឋាភិបាលគេធ្វើអ្វីការងារខាងក្រៅខ្ញុំអត់ដឹងទេប៉ុន្តែដឹងថាក្នុងផ្នែកសួរចម្លើយហ្នឹងគឺការងារសម្រាប់អស់ហើយអត់មានទៅសួរទៅអីទៀតគឺសម្រាប់នៅស្ងៀមហ្មងព្រោះដោយសារលើមានសភាពការវៀតណាមវាយចូលមកច្បុកច្បល់មកដល់អ្នកលឿងអ្នកអីអញ្ចឹងមានការភ័យព្រួយគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងប្រុង
chừng pro riệp rốt tụng ọc nìa. Ta nửa thang ngày ná lúc chạy chanh bì xòm phầy mùi. Bê chạy chanh bì xòm phầy mùi cứ nâu thang ngày phân mạng ra nâng màu. Phần lâm lang màu hay chìa muốn đọc. Tập ta khơi nhốt cỏ. Chô mò tam lâu mình đi vùng nâng bò lang từ trường tới đó chẳng. Và hò nâng phải hào ở do và vụt do ấy nâu tẹt cọt nâng căn mình đạm khúc nia. Và mô lúc nia ở rốt chanh ta tam trọ vọt tôi lúc buông tàu lúc băng dịp quân đâu. Nếu bị lúc chạy chanh tới ta lúc mình khơi nhẹt tôi đại miên kia dùm lắm nơi ở kia à đấy. Bạn đã tốt, sáng kê dùm lắm nào ở kia á, cái nhóm ọt bàn khơi nhé. Của ọt bàn trô bấy buôn tháng ngày hồi hả? Và phê tránh cái tranh đâu mà. Ta ca sẵn lắm, tháng ọt nâng, ngã ná chứ nẹ mình chia. Lúc đừng. Mà ca tầm lạp cũng cứ nhóm hoạt đăng này. Lúc đăng này đăng thân này nà chi nẹ mình chia đấy. Nhóm hoạt bán đăng này hả rừng nắng. Ồ. Nhóm ta ở bên nước nhóm tranh tàu ọt miền đăng thà miền đã tốt nâu năng ấy ọt đăng hồ. Ta lúc ách bánh xe mát bàn ấy thà ta chùm nguồn ấy tốt. Đại xâm lạp nơi xo mà phê muối chùm nguồn vào màn đây. Tam ca khơi phan smart bọc nhóm nhà tôi đã slap nó không so mà thay môi để cái giờ tôi tụng lắm bẹp mình cầm thì mơn này lúc đăng ta hồ anh út thiên xóm thay muối có nơi đi nào đấy. Ồ, nộp thiên nóng nhóm ọt đăng ấy lắm. Đăng rốt lạp nóng ọt đăng. Một bí chanh bí phân bình tấn hô tay dù mùi lục đấy. Bí chanh bí phân bình tấu hô nội chăn ấy nóng tâu tặng ọt nha nâng. Nâu xa xa của má nóng cứ tâu dù mùi nha tặng ọt. Ta mình nôm nè tu mùi dùng nguồn tờ đi. Ta mùi nhầm khơi nhìn cả năng miên nè tu. Miên đôi ta chung mây ta và nát ta tuôn ta mây. Còn mà dùng nguồn quạt sạp bỏ hỏi. Ủa xung nguồn lùm thiền. Thank you, Mr. President. You have spoken today about foreigners who were detained at S21. And I just want to ask you a few more questions about them. Do you recall
foreigners other than Vietnamese or Westerners being detained at S21? But khnyom ban khoeng ta chun chet Việt Nam hay nung nea bacham bateh mien mo ta 2 nea nung krau ba nung ot dai ban khoeng. Did you see any Thai detainees? Lok khoeng nea chob khom chun chet Thai dai re te? But chun chet Thai khnyom ot dai ban khoeng. While you were at S21, did you hear any reports on the radio or by other means of armed conflict with any other country? No. Can you recall when this conflict started or when you first learned of it? Was 1977 the first year when you recall Vietnamese prisoners of war at S21? But some more stuff about man. Was 1977 the first year that you saw Vietnamese prisoners of war detained at S21? But did you see other Vietnamese detained at S21, ordinary Vietnamese people who were not soldiers? You said before in answer to Judge Yasokan that you agreed there would be hundreds of Vietnamese at S21. Were there as many ordinary Vietnamese as Vietnamese prisoners of war, or were there more prisoners of war than ordinary people? You spoke earlier today of an incident when you saw a woman being electrocuted. Do you recall that incident? And you were on guard at the time, is that correct? But
Can you describe exactly what you saw from where you were standing on guard? Thơm đá nhóm nơi dương vì mốc nhóm mơ khơi cả xua bọn tôi chan ho hay nâng thật ấy cả nâng từ bù nâng cả xua nâng nhóm nâu bị cáo thế hồi chứ đâu đã chẳng ai sẽ đạp bàn ở thế tại còn là khơi xua khơi vơi tổ đồn cam hay nâng chọn tài lương nộp thì lòng tiền năng. Can you explain how you could see her being electrocuted? Were you looking through a window? Were you simply hearing the sounds of electrocution? Or was there some other way you observed this? Is it correct that at an earlier interview you said that it was the accused Doik who administered the electric shock to the woman? But no, 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 chẳng có nợ xù con tay tròn mình chia rồi toàn mua rồi dạng mấy nhóm đạp mình lưu đây với nơi chẳng ai cái điện đây nhóm nó càng cao gọi nó càng nóng. So you're saying that you could hear everything clearly and you could see into the room. And today you confirm that it was Dick Bu who did the electrocution of this woman. Is that correct? Would it be fair to say that you have thought a great deal about your experiences as a guard at S21 over the last 30 years? I'm sorry. Have you thought often about the time you were a guard at S21 over the last 30 years? But rừng rau đích nhom ai nâng đồng lực ban khla ban tai mà chấm đốn cứ lịch lang ở miền ban chạm thế. And would it be true to say that you have been interviewed about your experiences a number of times and discussed them with a lot of people over the years? Is that fair? Bạn được bạn nhìn thấy về trải nghiệm của mình trong thời gian
But and sometimes you remember exactly what you saw and heard, but other times, just as you said earlier about the Westerners being killed, you have told us what other people told you. Is that correct? Earlier today, you said that you saw no pregnant women at the prison, but in an interview, an earlier interview, you have spoken of a pregnant woman giving birth at the prison. Was that something you heard about? Or something you observed yourself? Chiên đã tụ đấy, bàn tay cái đỏ lên, rồi thử bệt, một thòn, cao năng. Rồi này đi nâng tầm mò bị riêng là chân, hay nó đang mưa rưỡng ấy, cái chạp mò nó nâng bàn tay về chạp mò cái, rồi miền sất đã phía ba nẹ chủng ngư, nó chiên đã tụ nó nâng nâng. Rồi hốt đo, trong miền chủng ngư, sức mà chủng hiêng luôn, ຍາເປັດກະດາຊ្នាំ76ເຮົາດອຍຈັດ7ນັ້ນຂ້ອຍບາດເດດເປັດໃຫ້ກໍບານ Well, I don't think I explained my question clearly to you. In an earlier interview, and the ERN reference in English is 00161558, you said, as for anyone being pregnant, I never saw that. I just know there were some pregnant prisoners in the prison. 2 or 3 months later, they released her, meaning no shackles. When she gave birth, it was a boy. Do you recall making that answer in an earlier interview? So today, you can't confirm that incident. Is that correct? Finally, I want to ask you about the last days at S21. You have said today that you left on the 7th of January when tanks were seen on Monivong Boulevard and Hoare ordered you to leave. Is that correct? Can you remember what day before that day was the last time
you guarded any prisoners? ថ្ងៃណាជាថ្ងៃចុងក្រោយដែលលោកបានយាមអ្នកទោសបាទសំណួរស្ដាប់អត់ទាន់ Were you still guarding prisoners on the 7th of January or had they all gone by then? ក៏នៅពេលនោះអ្នកទោសបានរត់អស់ហើយចំពោះអ្នកទោសគឺមុនថ្ងៃ7មករាហ្នឹង 3-4 ថ្ងៃមុនមកក៏ពួកខ្ញុំនឹងអត់មានធ្វើសកម្មភាពអីទៀតទេព្រោះស្ងាត់អស់ហើយ Were there no prisoners left at S21 for those 3 or 4 days before the 7th of January? ថ្ងៃមុនថ្ងៃទី7មករានោះតែអញ្ចឹងមែនដែរឬទេបាទYou mean yes there were no prisoners is that correct? បាទមិនមានអ្នកទោសទេតើអញ្ចឹងឬទេបាទអត់មានអ្នកទោសទេ Did you see what happened to the last prisoners before the 7th of January? តើមានរឿងអ្វីទេមុនពេលថ្ងៃ7ខែមករានោះបាទរឿងរ៉ាវកើតឡើងនៅកន្លែងនោះគឺមុននឹងថ្ងៃ7មករាហ្នឹងគឺមិនដែលមានឃើញអីទេឃើញថាការដឹកជញ្ជូនឡានតាមអីហ្នឹងជាហោហែទាំងយប់ថ្ងៃហ្នឹងមុន7មករា 3-4 ថ្ងៃមុនហ្នឹងអញ្ចឹងពេលហ្នឹងពួកខ្ញុំអសកម្មភាពការងារទាំងអស់គ្រាន់តែឃើញឡានដឹកជញ្ជូនចេញចូលយប់ទើសភ្លឺYes, thank you very much. Can I say I appreciate you trying so hard to remember details. Mr. President, I have no other questions. Oui, merci, Monsieur le Président.Bonsoir monsieur, je suis juge Laverne, j'ai quelques questions à vous poser pour essayer de clarifier certains points de votre déposition. Tout d'abord, vous nous avez expliqué que vous avez rejoint la révolution aux alentours de l'année 1973. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles études vous aviez faites? Jusqu'où étiez-vous allé en classe?លោកបានធ្វើអ្វីមុននឹងចូលបដិវត្តលោករៀនដល់ថ្នាក់ណាបាទខ្ញុំមុននឹងចូលបដិវត្តនៅឆ្នាំ73ហ្នឹងគឺខ្ញុំរៀនដល់ថ្នាក់ទី8ពីសង្គមចាស់ C'est-à-dire vous saviezLire, écrire en Khmer, est-ce que vous saviez également parler un petit peu français et lire en français ou écrire en français? Avant de rejoindre la révolution, quelle était votre activité? Qu'est-ce que vous faisiez? Mon chôl pa de vot, que nhom nâu rien, kroi pi rot pa ha mo, kô chúc rien, nhom thua srai chmui bai pokอ
En ce qui concerne vos activités à S21, vous avez travaillé à l'ancienne PJ ou est-ce que l'ancien commissariat de la police judiciaire ou est-ce que vous n'avez travaillé que à l'actuel musée de Tuursling? លោកមកធ្វើការជាកន្លែងមួយដែលគេហៅសម21ដែលបច្ចុប្បន្នហៅថាសារមន្ទីរទួលស្លែងបាទអតីតពេលស៊ីខ្ញុំអត់ដែលបានស្គាល់អត់បានទៅទេព្រោះខ្ញុំអត់ដឹងខ្ញុំបានមកជួបនៅកន្លែងទីសម21នេះក្រោយមកទេEst-ce que vous aviez entendu parler d'une prison à Tak Mau? Ta lok thlop ban lu ampi kuk neu Tak Mau dai ru te? Ban kuk Tak Mau khnyom mon dai khoeng mon dai ban tau te. Pon tae kroy mo ko mien neak thlop neu nang ke mo neu nang ke tha mien ti khom khang muoy neu Tak Mau. Pon tae khnyom ot dai ban tau ban khoeng te.J'ai retenu de vos explications que votre première activité à S21 était une activité de garde à l'extérieur des bâtiments. Vous pouvez nous rappeler exactement quand précisément vous avez commencé cette activité, si vous en souvenez. Si vous en souvenez. បាទការងារនៅខាងក្រៅនេះខ្ញុំមិនអាចចាំខែច្បាស់ទេព្រោះខ្ញុំដឹងថាកាលនោះខ្ញុំនៅធ្វើស្រែក្នុងព្រៃសរនៅភូមិកូពេលធ្វើនោះរយៈពេលអស់មួយរដូវដល់ពេលច្រូតពេលអីហើយទៀតនោះតែអញ្ចឹងមិនអាចដឹងថាខែណាឆ្នាំណាព្រោះវាពេលវេលាឆ្ងាយពេកខ្ញុំមិនអាចទៅឃើញUne saison agricole, c'est une année, c'est plusieurs mois. Qu'est-ce que c'est une saison agricole? Ta rdau thue srae no pe nu ke tha no knong khae na knong dam chnam rư ko chong chnam lok ne cham ba te. Ba kal thue srae no ke che rdau tang pi dam chnam dol chong chnam. Po pe khnyom thue nung ke pe yo chot to kap sap.រហូតដល់ជួកាប់ដាស់ដីស្ទូងហើយច្រូតឲ្យនាំនេះបោករែកកដាប់ដែរអីយកមកភូមិអញ្ចឹងបានន័យថាក្នុងមួយរដូវវាចប់បាត់ទៅហើយឥឡូវ récolte a eu lieu quand en janvier សំណួរ en avrilការជ្រូតកាត់នឹងធ្វើនៅខែណានៅក្នុងខែមករាឬក៏ក្នុងខែមេសាជាទម្លាប់នៅស្រុកខ្មែរគឺតែខែ11ខែ12ខែ1ខែមករាខែកុម្ភៈហ្នឹងគឺហើយអស់ហើយខែមករាហ្នឹងខ្លះក៏ចង់ហើយអស់ដែរDonc on a un éventail entre novembre et février. Donc là, il y a un mien rya pel pi khai vichika dol khai kompha ta chang mèn te. Ba pa nang mue nang yang mạch dai tho pu vi yu pe doy khom mon cham chbas da. Pan dai thomda thveu srou ba jeung thveu doy che sop thngai. Ba ngai chnam na mien tuk phlieng thveu tang pi khai 5 khai 6 tau.រហូតដល់ខែ11ខែ12ខែមករានឹងបានចប់សពគ្រប់ Votre activité de gardien à l'extérieur de S21
elle dure pendant combien de temps exactement? Si vous pouvez vous en souvenir. Un mois, deux mois, plusieurs mois. Mùi khai, pi khai, rứt gọi tràn khai, bà. Rịa bê là cái nhóm nào dìm nó tì nút. Mình ai chăm cho bác thì bàn tay mình rịa bê dù đài. Est-ce que vous vous souvenez qui vous a dit que vous alliez changer d'affectation, vous alliez changer de poste? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui vous a dit de quitter vos fonctions pour en prendre d'autres? Thật á, nè ná, chê nè prap ôi lục chúc thưa chê nè giếm ôi thưa càng nghe thầm mây mùi thiệt nô. Tao có nhóm đăng quan tài về du bếch đôi việc click ôi quan tài cảm đôi chì miền hồ chỉ đẹp prap thì rưu gồi dàng ná tiếp nhau mình chấp băng chẳng mình ai son than thà chỉ một na prap nhóm quan chấp băng lo thì vốn nhóm click hỏi et or vous le connaissiez depuis longtemps or somnu tata lok ban skol ho rye pel yu ma hai da te pe no Hồi đó nhóm score tăng bê nhóm cho bần đầu nó xong một thay môi mà. Est-ce que vous l'aviez rencontré à la 703e division? Ta lôk bàn chuộp lôk hồ nốt nâu con phô bay rôi bàm pi đà rực bay rôi bay đà rực tế. Mà nằm bà rôi bay ở đà score thì con tay ta một chuộp nên nâu Quelle était votre activité exacte à la 703e division? Ta lok thua vay doi che lak pe da lok nou kong pol 703 no. Ba pe nou kong pol 703 kal pi sangkriem khom nou khang kong kompleung thom varasana toy 138. Can mục nghĩa chỉ là can cặp lưng và sòng cay. Quand vous avez changé de fonction, vous êtes retrouvé, si j'ai bien compris ce que vous avez dit ce matin, gardien à l'intérieur de S21. Est-ce que aussitôt, vous avez eu aussi des fonctions d'interrogateur. Est-ce que vous avez eu à la fois, en même temps, des fonctions de gardien et d'interrogateur, ou est-ce que ce sont des fonctions que vous avez exercées successivement, l'une après l'autre, ou les deux en même temps? Bà ca nghe ní cao vì nhiệm là khoảng cao mà cái chặt tăng đạch ở lấy thì nè ở miền đầu nhiệm hoang xua phòng thì cứ bỏ xuống đăng đập hiệp cạnh xua chẳng ca nghe xua lắm ở miền tệ tông rồi mới ca nghe nhiệm vấn đề. Donc, vous n'avez jamais effectué de tour de garde à l'intérieur de S21. Alors, je dois avouer que je ne comprends pas très bien, parce que, me semble-t-il, tout à l'heure, lorsque mes collègues vous ont interrogé sur un incident, concernant l'interrogatoire d'une femme auquel d'autres auraient participé,
j'avais cru comprendre que vous aviez expliqué que à ce moment-là, vous étiez à un poste de garde à l'extérieur de la cellule. Alors, si vous n'étiez pas à un poste de garde, qu'est-ce que vous faisiez? Vous étiez dans la cellule? Vous étiez là par hasard? Vous étiez là par hasard? ពេលនោះខ្ញុំជាអ្នកសួរចម្លើយដែរប៉ុន្តែដល់ពេលយប់សម្រាកទៅចាប់ពីម៉ោង11ទៅគឺពេលគេយកអ្នកទោះមកសួរនៅពេលយប់ហ្នឹងគឺទឹកហ្នឹងចាត់ឲ្យខ្ញុំនៅជួយយាមខាងក្រៅអញ្ចឹងជាកម្លាំងមួយសម្រាប់យាមពេលគេសួរហ្នឹង ប៉ុន្តែក្រោយមកគឺអត់មានអ្នកយាមទៀតទេយាមតែពេលគេនៅសួរខាងក្នុងហ្នឹងពួកយប់ស្ងាត់ទៅវាអត់មានអ្នកណានៅការពារចិត្តហ្នឹងអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំនៅយាមខាងក្រៅដើម្បីមើលសភាពការខាងក្រៅកន្លងមានសកម្មភាពអីកើតឡើង Vous aviez des contacts fréquents avec l'accusé Duc quand vous étiez interrogateur? ពេលនោះត្រូវតែមានការតាក់ទងជាប់គ្នាព្រោះវាត្រូវការសួរដេញឲ្យពីរឿងអ្នកទោសអ្នកអីគាត់សួរមកខ្ញុំមកខ្ញុំក៏ត្រូវរាយការណ៍ប្រាប់អញ្ចឹងវាការទំនាក់ទំនងគ្នារវាងអ្នកសួរចម្លើយនិងដូចគឺមានការទំនាក់ទំនងគ្នាជាញឹកញាប់ដែរ Alors, de quel type de contact s'agissait-il? C'était des contacts uniquement par l'intermédiaire de lettres, comme vous l'avez expliqué? Est-ce que c'était des contacts visuels? Est-ce qu'il y avait des rencontres entre vous et lui? Ou est-ce que c'était d'autres formes de contact? ខ្ញុំបញ្ជាក់ថាការតាក់ទងរឿងដូចហើយនឹងខ្ញុំការហ្នឹងមានការទំនាក់ទំនងគ្នាដោយសារឯកសារដែលខ្ញុំធ្វើទៅជួនកាលមានការមើលទៅវាមិនសមហេតុសមផលដូចហ្នឹងគាត់បានចាបានការអីមកអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំធ្វើខ្ញុំសួរតទៀតជួនកាលក៏សួរអត់ទាន់ហើយធ្វើអត់ទាន់ហើយហ្នឹងគាត់ទូរស័ព្ទមកតាមរយៈទូរស័ព្ទផ្ទាល់តែម្ដងក៏មានដែរ Vous aviez souvent des contacts téléphoniques entre avec Duc. Et qu'est-ce qu'il vous disait? C'était quel type d'instruction il vous donnait? បាទតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទហ្នឹងមិនមែនជាញឹកញាប់រាល់ថ្ងៃទេម្ដងមកកាលទេប៉ុន្តែការណែនាំ En quoi consistaient ces instructions? Qu'est-ce qu'il disait? Qu'est-ce qu'il vous demandait? ខ្លឹមសារអ្វីខ្លះតើគាត់សុំឲ្យលោកធ្វើអ្វីតាមទូរស័ព្ទនោះបាទតាមទូរស័ព្ទខ្ញុំមិនអាចចាំបានអស់ទេប៉ុន្តែគោលការណ៍ហ្នឹងគឺមានតែការណែនាំពីរឿងសួរជីករឿងជីកគល់ក្នុងឯកសារតទៅទៀត Thank you.
Donc, est-ce que, par exemple, comme type d'instruction, il vous disait, il faut interroger pour savoir quelle est la personne dans le réseau ou quelles sont les personnes dans les réseaux de traîtres, est-ce qu'il vous donnait des indications sur la façon d'orienter l'interrogatoire? Est-ce qu'il donnait d'autres instructions? តាមខ្ញុំចាំគាត់ណែនាំមកវិញច្បាស់លាស់ដែរឬទេតាមលោកចាំមកតាមខ្ញុំចាំគាត់ណែនាំមកច្រើនផ្ដោតទៅលើបុគ្គលណាដែលមានជាមេជាអ្នកធ្លាប់ចាប់ហើយនឹងសួររកបណ្ដាញអ្នកក្រោមតទៀតអញ្ចឹងការណែនាំគឺមានការផ្ដោតទៅលើរូបបញ្ហាហ្នឹង Est-ce qu'il donnait aussi des instructions concernant la manière d'interroger? Alors, vous avez été entendu, monsieur, en tant que témoin, par les enquêteurs du bureau des co-juges d'instruction. Votre interrogatoire figure à la cote D19/7, et je vois notamment à la page 20 en français, on vous pose cette question-là. Rappelez-vous, est-ce que vous vous rappelez, quelles étaient les directives de Duc avant chaque interrogatoire? Et vous avez répondu ceci. Duc donnait ses directives lorsque c'était des prisonniers importants qu'on voudrait avoir la confession à tout prix. Dans ce genre de cas, il nous a instruits à questionner à fond pour savoir ses raisons. Alors, est-ce que vous confirmez ce que je viens de lire? Et si c'est le cas, qu'est-ce que ça veut dire questionner à fond pour voir ses raisons? ឲ្យ សួរ លំអិត ដើម្បី រក ឲ្យ ឃើញ ខ្សែ បណ្ដាញ របស់ គេ នោះ ហ្នឹង បាន ន័យ ថា ចង់ តាម ដាន សាច់ រឿង នឹង តទៅ ទៀត អញ្ចឹង ត្រូវ ឲ្យ ខ្ញុំ ជីក ឬស ជីក គល់ អ្នក ទោះ នឹង ដើម្បី យក ចម្លើយ នឹង ទៅ ចាប់ អ្នក ដតី ត ទៀត Est-ce que ça veut dire que pour creuser à la racine, comme vous dites, l'usage d'une certaine forme de violence était autorisé? Chẳng ơi, xe đánh đo xa chứ mày, nằm bay lầm ắt. Nâng bàn này thà chị cô lợi ọ. Alors, je vais être peut-être encore plus clair. Est-ce que vous avez reçu de Duc des instructions pour torturer des prisonniers? Pour user de violence à l'égard de certains prisonniers. Bah,
ខ្ញុំអោយអ្នកទោសនឹងដើរមិនរួចដាច់ចម្លើយអញ្ចឹងការរៀនសូត្រនឹងណែនាំមានជាហូហែ Donc lorsque vous recevez des instructions pour interroger à fond, questionner à fond, selon vous, ça veut dire qu'il faut appliquer toutes les directives que vous avez reçues pendant votre formation, y compris de recourir à certaines formes de violence. Est-ce que ça veut dire ça pour vous? Revenons à la formation. Vous nous avez dit que cette formation était notamment dispensée par l'accusé lui-même. Vous avez indiqué qu'il y avait différentes sortes de formations. Il y avait des formations d'ordre politique, et puis il y avait également des formations qui portaient sur les interrogatoires et les techniques d'interrogatoire. Ce qui m'intéresse maintenant sont effectivement les formations concernant les techniques d'interrogatoire. Je voudrais que vous nous précisiez exactement dans votre souvenir quel était le contenu de ces formations. Et est-ce que ces formations comprenaient de la part de l'accusé lui-même des instructions quant à l'usage de certaines formes de violence? បាទរូបភាពនៃការធ្វើទរណកម្មឬក៏អំពើហិង្សានោះបាទរូបភាពនេះគឺការរៀនសូត្រនៅវគ្គមួយៗគឺច្រើនអប់រំផ្នែកនយោបាយអប់រំផ្នែកខាងបច្ចេកទេសធ្វើឯកសារខាងបច្ចេកទេសធ្វើទរណកម្មអញ្ចឹង Alors, est-ce que vous pouvez être un peu plus précis et nous dire exactement ce que Duc vous a enseigné quant aux techniques de torture, pour reprendre votre expression? Qu'est-ce qui vous a dit exactement quelles étaient les formes de violence que l'on pouvait utiliser? Vous a parlé de quoi? Il a parlé d'électrochoc. Il vous a parlé de l'usage de fouet, de l'usage de canne, de bâton, de quoi a-t-il parlé? Est-ce que c'était lui personnellement ou est-ce que c'était quelqu'un qui parlait en sa présence? ពេលរៀនសូត្រហ្នឹងគឺមានដូចគាត់អ្នកនិយាយគាត់អ្នកបង្រៀនអញ្ចឹងណែនាំពីរឿងធ្វើសកម្មភាពគឺហាមមិនឲ្យធ្វើដំបងធ្វើទនកម្មដំបងធំធំទេព្រោះការណាធ្វើដំបងធំធំវាគ្រោះថ្នាក់ដល់ស្លាប់ក្រមគ្រាខ្លួនអញ្ចឹងឲ្យប្រើប្រព័ន្ធតូចតូចហើយការណែនាំទៀតចំពោះវិធីចាក់កញ្ចក់ ទើបយកអាមជុលតូចតូចហ្នឹងយកទៅចាក់អញ្ចឹងវាចាក់ហ្នឹងវាឈឺប៉ុន្តែវាដំបៅតែដៃអត់មានដំបៅដល់ខ្លួនដល់បេះដូងទេអញ្ចឹងជាហេតុផលល្អដែលធ្វើសកម្មភាពហ្នឹងទៅវាអត់មានប៉ះពាល់លើផ្នែកខ្លួនជើងអីដែលទៅដើរមកធ្វើការបង្កើតឬមួយក៏
Quand vous dites « on nous apprenait à mettre des aiguilles sous les ongles », c'est qui ? C'est ce que Duc vous disait. Il vous disait, vous pouvez mettre des aiguilles sous les ongles parce que ça ne tuera pas le prisonnier. Qu'est-ce qu'il vous disait? នៅលើដល់ម៉ោងត្រូវសម្រាប់ហើយអង្គជំរះកាសសម្រាប់ 20 នាទីលោកដល់ម៉ោង 3 20 នាទីចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចពិភាក្សាបន្តទៅទៀតមន្ត្រីតុលាការក្រុមរួលដល់កន្លែងឲ្យសាក់សីរូបនេះមានបានសម្រាប់សំរុំផងហើយឲ្យគាត់នាំគាត់មកវិញមុនម៉ោងកំណត់